Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như thi gói bánh chưng của đoàn viên công nhân viên chức người lao động thành phố Lào Cai, khám và cấp thuốc miễn phí, tư vấn pháp luật, cắt tóc miễn phí cho đoàn viên người lao động. Đặc biệt, chương trình nhận được sự hỗ trợ của hơn 20 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó hơn 2.000 suất quà dành cho đoàn viên người lao động và hàng chục con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 800 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang biểu dương Liên đoàn Lao động và các cấp công đoàn đã tổ chức chương trình ý nghĩa này. Đồng chí mong muốn các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.